hồ ký miền Nam hả? Có gì không? Chào dì. Nghĩ sao kêu tôi bằng gì vậy? Hả? Thằng Nam kêu tôi bằng chị đó. Ai biết, nhìn chị già em tưởng nó chị lớn tuổi rồi. Tôi muốn gặp anh Nam. Nó đang ngủ. Mà nó ngủ thì kêu không có được đâu. Bữa khác tới đi ha. Thôi được rồi, sẵn tôi cũng tới. Tôi vô nhà để anh ngủ dậy cũng được mà. Nè 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 nè, xin lỗi, cô là ai vậy? Con gái con đứa gì mà vô duyên thấy ớn rồi đi sòng sập vô nhà ta là sao? Thì chị muốn làm gì làm đi, đừng quan tâm tới tôi. Con nhà ai mà nhìn thấy ghét. Nam, Nam. Có gì em chịu vấn đề không? Con nhỏ nào nhìn cái mặt thấy ghét lắm, kiếm em kìa. Ai vậy? Không biết. Sao không hỏi tên? Kìa, đang ngồi đóng đó. Ai vậy? À, bạn em. Bạn em. Ồ. Nè, sao tới đây? Anh Nam. Anh về hồi nào vậy? Sao không báo cho em biết? Cả năm nay em nhớ anh lắm, anh biết không vậy? Mới về, mới về. Ngồi chơi đi. Em á, con gái nên cẩn thận, đừng có nằm vật vã ngoài đường như tối hôm qua nữa, nguy hiểm lắm. Tối hôm qua em mệt quá, em không biết gì hết trơn á. Sáng ngủ dậy hỏi bà giúp việc, em mới biết là anh đưa em về á. Em cảm ơn anh nha. Trời ơi, có gì đâu, ơn nghĩa gì không biết nè. Anh mới ngủ dậy hả? Ừ, tối hôm qua anh về hơi khuya. Vậy là chưa ăn sáng phải không? Em cũng mới ngủ dậy rồi qua đây luôn á. Anh ăn sáng với em nha. Đi, mình có sai lại gì đâu mà anh ngại. Lâu quá em không nói chuyện với anh, em muốn nói chuyện riêng với anh. Chứ ở đây á, mất công có người rình nghe lén á. Nha, anh đi ha. Đi nha. Cũng được. Đi. Chị Út Đẹp. Hả? Chị Út Đẹp. Gì? Em đi ăn sáng chút nha. Chị có nấu đồ ăn sáng cho em rồi, ở nhà ăn đi hả? Đi. Thôi, em không ăn đâu, em nhường phần cho chị ăn luôn, cho chị giữ dáng. Em đi ăn sáng với Lệ chút. Em đi nha. Nhìn mặt thấy ghét. Con nhỏ này ở đâu ra vậy ta? Tự nhiên Nam sáp vô vậy. Không được, không được. Phải điện cho Dương mới được. Để em chút. Dạ em nghe nè chị Út Đẹp. Dạ, chị ăn thử đi. Bánh này là bánh khoai môn đó. Khoai môn đây nè chị, 45 ngàn. Ngon lắm đó chị. Em nghe chị. Nè, con nhỏ nào cũng mặt thấy ghét lắm. Nó tới nó kéo thằng Nam đi ăn sáng kìa. Dạ sao? Dạ, à, dạ cô, à, còn cái này là bánh đậu xanh. Nhưng mềm lắm, thơm, có trứng muối nữa. Dạ, dạ đây. Dạ, cảm ơn chị. Có khi nào là bạn bè của ảnh không chị? Bạn bè gì mà nó ôm Nam sắc rạc luôn à? Em phải ngăn chặn ngay từ đầu, chứ không thôi để nó sáp vô là em mất chồng như chơi đó. Không sao đâu mà chị. Lấy cho chị cây này đi em. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, để em gói lại cho. Lấy một cây thôi. Chị lấy một cây. Thôi em đang bận nha. Có gì em gọi lại sau nha chị. Nha chị Út Đẹp. Dạ của chị 45 ngàn. Dạ, tiền nè em. Dạ. Nhỏ này mất chồng tới nơi rồi cảnh báo không chịu nghe, lo buôn bán không à. Chị ơi, cho hai tô bún bò nha. Ừ, có liền. Em lúc này sao rồi? Em bị đụng xe, phải phẫu thuật. Nằm bệnh viện hết mấy tháng, vật vả. Bác sĩ bảo phải cai thuốc. Em đành phải cai thôi. Nhưng mà khi khỏe lại vẫn nhớ nàng tiên nâu. Còn ba mẹ em á, thì được bà chị bảo lãnh đi Mỹ rồi. Giờ còn có mình em ở đây. Tiệm vàng thì cũng bán rồi, mua cho em căn nhà ở. Còn tài chánh thì ông bà cũng đủ cung cấp cho em ăn chơi. Còn anh, bị người nhà bắt vô trại cai nghiện hả? Trời, làm gì có. Tự anh vô đó. Phải anh không đó? Anh tự cai nghiện hả?
thiệt. Lúc đầu á khó chịu, đau đớn vật vã lắm. Nhiều lúc á anh muốn trốn khỏi trại để tìm thuốc, nhưng mà thôi, nhớ lại bà nội với lại vợ anh nên anh phải cố gắng để vượt qua. Cũng một năm trời anh mới cai nghiện được đó. Em đó cũng nên đi cai đi, còn làm lại cuộc đời. Hút chích như vậy con ngày em bệnh đó. Mới có một năm mà giọng điệu của anh sao giống bà già em quá vậy? Đúng của em nè. Tại vì anh coi em là bạn, anh muốn tốt cho em thôi. Anh á, đừng có tự tin giảng đạo quá. Tụi thằng trực á cũng vô cai nghiện, về cũng hút chích lại thôi. Không ai cưỡng lại sức hút của thuốc đâu anh à. Anh chỉ khuyên em vậy thôi. Còn anh á, anh sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Ăn nhanh đi, anh còn ra chợ phụ vợ anh bán nữa. Anh bỏ em thiệt sao? Em là bạn của anh, nhưng có điều bây giờ anh không có muốn dính dáng tới ba cái ba túy nữa. Với lại em cũng hạn chế gặp anh đi. Mắc công vợ anh lo lắng, sợ anh quay lại con đường cũ nữa. Ngày xưa mới làm đủ trò, anh có thèm quan tâm đâu. Bây giờ một câu cũng vợ, hai câu cũng vợ. Em sao vậy? Lúc đó anh cưới vợ là vì bà nội của anh. Anh đâu có yêu Dương đâu, cho nên Dương muốn làm gì anh mặc kệ. Nhưng bây giờ anh yêu Dương rồi, anh không muốn Dương phải đau khổ vì anh nữa, hiểu chưa? Tính tiền nè chị ơi. Ừ. Em gửi tiền nha. Ra tính tiền nè chị. Mời chị à. Ừ, dạ. Em chào chị Nguyệt. Ừ. Chị có hẹn lúc 2 giờ? Ờ, dạ chị thông cảm, chờ chút xíu nha, tại vì nhân viên bên em đang bận khách đó. Chị ngồi đợi chút nha. Không sao, chị tới sớm mà. Dạ. Để lên chút xíu, đưa bên này lên chút. Rồi rồi, lố rồi, hạ xuống chút. Rồi, nghe rồi đó. Rồi, xích vô đi. Ủa bển bên đây nó làm gì nữa vậy ta? Đó, được rồi đó, xiết đi. Năm, con cảm ơn chú Năm đã giúp con nha. Nếu mà một mình con, cháu không xoay sở nổi. Trời ơi, có gì đâu. Lò bánh mì anh mở cửa lại thì chú phải có mặt chứ. Dạ. Rồi, được rồi, xiết chặt nha, đừng cho nhúc nhích nữa nha. Tưởng một đi không trở lại, ai về cũng bò về cái chuồng cũ ha. Gì đây? Không có liên quan gì tới ông nghe. Tự nhiên qua đây nói gì đây? Cái này là nể tình lắm mới thông báo cho mấy người nghe nghe. Có cạnh tranh nổi với sáo vào này không? Mà nhào vô đây làm gì? Hay là 2-3 ngày rồi gỡ bảng xuống rồi bỏ mùng vô thúng rồi dọn đi không kịp à? Trời ơi sáo vào, mưa vào người ta không sợ, sao vào dưới địa chú, gì? Thôi, sao vào? Chú. Thôi. Dạ, người ta nói buôn có bạn, bán có phường mà chú Sáu. Với lại lò Mỹ Anh vốn ở chỗ này, còn cô muốn dời đi chỗ khác. Nè, chứ không phải thấy người ta khai trương trở lại tối ngủ không được đúng không? Không có thèm nói chuyện với đối thủ cho nó tốn hơi, mệt, về ăn cơm cho nó khỏe. Đúng là khó ưa. Ông nói ai khó ưa đó? Tôi nói mấy thằng làm này khó ưa quá đi. Tụi mày khó ưa thiệt chứ. Còn lấy kiến coi cái mặt ai mới khó ưa à? Dạ. Tôi nói mấy này mà. Dạ. Chú Sáu tuy hay nói này nói nọ nhưng mà tính tình cũng được lắm chú Nam. Chú biết rồi, ông á còn đỡ hơn cái lò Nguyệt Viên nhiều. Cái lò đó bây giờ 2 cơ sở đó, sợ mình cạnh tranh mệt lắm đó. Hôm nay con bán ngoài chợ cũng có vài mối quen rồi chú. Con sẽ tiếp tục bán thêm một thời gian nữa để kiếm thêm khách. Thôi con về lò bán đi, bán ở chợ cực lắm. Lò chỉ bán được cho mối thôi, chưa đầy ít khách lẻ lắm. Mình bây giờ mình bị giật hết mối rồi, ở chợ dù sao cũng dễ kiếm mối hơn. Chú đừng có lo, con bán được lúc mà. Trước á, bác Mỹ Anh á, thì bị bệnh, còn thằng Nam thì vô trại, cho nên kinh tế gia đình á, giao mình con gánh vác hết trơn. Thiệt là khổ cho con. Con không sao đâu chú, con chỉ muốn bà nội mau khỏe lại.
lò bánh khôi phục. Anh Nam cai được ma túy, làm lại cuộc đời thì cực khổ bao nhiêu con cũng chịu. Thằng Nam tu mấy kiếp mới cưới được con. Chú hy vọng lần này á, nó có thể từ bỏ được ma túy để làm lại cuộc đời. Thôi, được rồi, xuống đi. Dạ, em mời chị ạ. Chị có hẹn lúc 2 giờ rồi đó em. Dạ, chị ngồi đợi chút xíu nha. Tại vì nhân viên bên em đang bận khách, cho nên chị thông cảm ngồi đợi chút nha. Dạ, mời chị dùng nước. Cảm ơn em. Chị xin lỗi, xin lỗi em. Không có gì đâu em chị. Em có sao không? Xin lỗi nha. Em có thường tới spa này không? Sao chị ít khi được gặp em quá vậy? Dạ em cũng mới tới được 2 lần à. Chị là khách quen ở đây, thường thường chị đi buổi sáng không à. Hôm nay có việc chị đổi giờ. Dạ. Mà hình như chị thấy em quen quen. Em có làm ở công ty Thiện Đức phải không? Dạ đúng rồi chị. Hình như em chưa có gặp chị lần nào hết. Hôm trước lúc chị tới công ty phỏng vấn, trong lúc chờ đợi chị có thấy em lướt qua. Chắc là em không thấy chị đó. Chị phỏng vấn cho bộ phận nào? Ngày mai chị sẽ làm trưởng phòng nhân sự của công ty đó. Em cũng có nghe nói công ty sắp có trưởng phòng nhân sự mới. Dạ em là Nguyệt. Chị là Quỳnh. Chào. Ủa, chị mà em làm ở bộ phận nào vậy? Dạ em làm trợ lý cho anh Bách. Thì ra em là vợ của tổng giám đốc hả? Dạ. Chị với anh Bách á cũng là bạn, anh cũng nhắc về em hoài à. Không ngờ hôm nay được gặp em ở đây. Dạ. Sau này có gì em chú cố chị với nghe. Trời ơi, chị chọc em hoài à. Em mà chú cố gì. Trời ơi, em không nghe người ta nói sao, lệnh ông làm sao bằng còng bà được. Là do em khiêm tốn đó. Cái gì vậy? Tiền nè, trả đủ rồi đó, biến ra khỏi nhà tôi đi. Đứa trước có đỡ bị đòn không? Đi. Trời ơi, trời ơi, cái thằng cha già mất dạy. Trời ơi, Trời đất ơi, cái gì mà cứng ngắc trong người ông vậy? Tao muốn chết luôn à. Anh quá chưa bạn. Cái này là bùa hộ mệnh của tôi á. Bùa hộ mệnh cái gì mà bùa hộ mệnh? Hộ mệnh mà để cho người ta đến nhà, người ta đập tè tôi luôn vậy à. Muốn nát cái mặt mà hộ mệnh cái gì? Cái bùa này là để đánh bài chứ đâu phải để đánh lộn. Trời ơi, còn đánh bài cờ bạc nữa. Thôi mẹ ơi, biến ra khỏi nhà đi. Mẹ, cả năm nay ông phá tiêu cái xưởng của tôi rồi. Đi mau đi, đi ra khỏi nhà. Nhà này không phải là cái núi tiền mà chứa cái loại người như ông. Đi. Nè, tôi là chồng bà nghe, bà nói loại này loại nọ là sao? Ông hả? Ông có xứng đáng làm chồng hay không? Trời ơi, cái thứ cờ bạc như ông á, không có tôi là ông chết bất xác rồi. Đi đây. Bà đừng coi thường tôi nghe. Được rồi, tôi đi cho bà coi. Hả? Ba, đừng có năn nỉ về đó. Đi đi. Nhớ đó, đừng có năn nỉ về nghe. Đi, chưa đi, nè. Nè, ông đi tôi đốt pháo tôi ăn mừng nữa. Biết. Đi đi. Đi đi. Bà tránh ra. Làm gì? Ông muốn quýnh tôi hả? Tôi lấy cái nón. Ba, đi. Sao vậy mẹ? Sao mẹ đuổi ba đi vậy? Cái mặt của ổng á, đi vài ngày thôi, không có tiền là lết mặt về hà. Con lo cái gì mà lo? Trời ơi, tao khổ quá trời à, tao khổ quá đi. Mẹ. Bây giờ được vậy hả? Tôi biết mà. Ok, bây giờ đi. Rồi. Cho ly phê đá đi. Rồi, nãy giờ lâu lắm rồi nè. Rồi, vậy thôi hả? Rồi, biết rồi. Thấy không? Có gì buồn quá vậy? Ủa anh Ba hả?
Ủa mà nghe nói hồi đó tụi cho dây nó cũng xiết cái nhà anh rồi hả? Trong cái xui nó có cái hên. Nhờ tụi nó xiết nhà tôi mới lên thành phố, rồi mới có ngày hôm nay. Anh làm gì trển mà có bộ khá vậy? Tôi làm cò nhà đất. Bất động sản bây giờ nó đang có giá, rồi tôi liều tôi vay một số tiền mua miếng đất, không ngờ lại trúng đậm. Rồi cứ vậy mà đầu tư thôi, tiền nó đẻ ra tiền. Cùng đồng lưu chiếu bạc mà anh gặp thời ghê ha. Còn tôi ngày càng thê thảm. Thôi bây giờ nể tình chiến hữu ha, anh có lên thành phố không? Tôi sẽ chỉ cho anh làm cò nhà đất. Đi lên trển cũng phải có chút đỉnh tiền chứ. Mà vợ hả, tôi không có một cắt nữa. Hay là giờ để tôi làm vài dáng coi có gỡ được đồng nào không. Phải có tiền làm vốn chứ rồi tính. Bây giờ tôi về quê ăn dỗ, chiều tôi lên thành phố liền. Rồi tôi sẽ cho anh số điện thoại để tiện liên lạc. Rồi cho tôi số điện thoại nha. Em mới về hả? Em mới đi shopping về đó hả? Em, cuối tuần sau anh xin nghỉ phép, mình đi du lịch nha. Em muốn đi đâu? Đâu cũng được. Anh xin lỗi, được chưa? Việc gì anh phải xin lỗi em? Thì mình là vợ chồng, anh xin lỗi trước, có sau đâu. Mình làm quà nha em. Quà này mình giận nhau, anh thấy khó chịu quá. Làm quà nha bà xã, đừng có giận anh nữa nha. Vậy từ nay anh không có được lớn tiếng với em nữa đó. Anh sẽ không như vậy nữa. Mà em cũng không được như vậy nữa, nghe chưa? Em biết rồi. Thôi em đi tắm đây. Dạ, cảm ơn anh. Dương. Ủa ông, ba, lâu quá con gặp ba. Sao, lúc này làm ăn khá không con? Nghe nói là con làm chủ cái lò bánh này hả, buôn bán được không con? Dạ, cũng được thôi ba. Ba kiếm con có gì không? Ba định mượn con ít tiền, Dương. Cho ba mượn 1 triệu nghe. Ba đừng có cờ bạc nữa, con không có tiền cho ba mượn đâu. Cái con này, công tao nuôi mày lớn, tìm cái chỗ giàu sang gã mày, bây giờ mượn con 1 triệu cũng không cho mượn là sao? Dạ con nhiêu đây cũng được rồi. Ba trả lại cho con đi. Ba đừng có làm như vậy. Ba ông làm gì vậy? Chết rồi. Ông làm gì đây hả? Bình tĩnh. Có chuyện gì vậy Dương? Dạ ba mượn tiền em không cho, rồi ba định lấy tiền của lò bánh. Ông gan quá, dám tới đây lấy tiền nữa hả? Cái lò bánh này cũng có phần của con Dương, mà nó là con của tao. Tao lấy tiền của con tao một chút cũng không được hả? Tôi nói cho ông biết, tiền ngày xưa gia đình của tôi đã đưa đủ cho ông hết rồi. Bây giờ Dương và ông không có quan hệ gì hết. Ông đi đi. Ông mà tới đây nữa tôi đánh ông đó. Mày tính làm gì hả? Mày tính làm gì tao? Mày một lần đó. Mày có chừng. Mày có chừng tao á. Có chừng tao á. Chả có làm gì em không? Dạ, một năm nay không có tới, tự nhiên hôm nay tới à. Không còn dám tới đây nữa, em cứ kêu anh. Anh Nam. Sao em lại tới đây? Em tới mời sinh nhật, tối nay em làm sinh nhật nè. Tối nay anh không đi được, anh phải ở nhà làm bánh phụ vợ anh rồi, anh không đi đâu. Một năm em mới sinh nhật có một lần hả? Anh không để mặt em hả? Anh sợ vợ anh hồi nào vậy? Không phải vậy đâu.
Anh Nam ảnh bận thiệt mà, chị thông cảm nha. Chuyện của tôi với anh Nam liên quan gì tới chị mà chị xí vô hả? Nè, thôi đi. Em làm gì lớn tiếng với vợ anh vậy? Anh đã nói rõ cho em biết rồi. Anh không đi không phải là vì anh sợ vợ, mà anh không muốn vợ anh lo lắng. Vợ anh á, có gì hơn em mà suốt ngày anh mê nó hả? Anh với em á, quen nhau mấy năm trời rồi. Còn anh á, anh mới cưới nó có một năm thôi mà. Thôi, em về đi. Không, em không về. Vậy tùy em. Anh chúc em sinh nhật vui vẻ. Tối nay anh không có tới đâu. Chờ chú Nam, con lấy bánh nha. Anh Nam, cô đứng anh lại. Nam. Cô chạy theo nó làm gì? Hả? À, cô đi đi. Thằng Nam á, nó đang tu tâm dưỡng tánh. Cô đừng có tới rủ rê nó vô con đường nghiện ngập đó nữa. Tôi đâu anh hốc chích hồi nào mà ông nói vậy hả? Ai mà không biết cô là con gái của chủ tiệm vàng Bảo Thạch, ăn chơi trác táng đủ thứ hết trơn, cùng hội cùng thuyền với thằng Nam ngày xưa. Nè, cô đi đi. Nếu mà cô còn rủ rê nó nữa đó, đừng trách tại sao tôi không khách sáo nghe chưa. Được lắm, mấy người hay lắm. Để rồi coi. Nè, con phải canh chừng thằng Nam thật cẩn thận nghe chưa. Dạ. Nam, sáng mai em đi sớm hả? Dạ đúng rồi chị. Mà bánh có sẵn rồi, chắc Nam về em qua em lấy rồi em đi luôn quá. Ừ. Ờ Dương. Dạ. Vậy sáng mai em đi với thằng Nam luôn đi. Hay để em đi với anh nha. Anh không có khéo ăn nói bằng em, để em thuyết phục người ta cho. Ừ. Xa lắm. Em ở nhà đi, anh đi một mình được rồi. Ừ. Đi xa có vợ có chồng cho nó vui chứ. Em với Dương hai đứa đi đi. Chị Út này kỳ quá. Đâu phải đi du lịch đâu mà vui. Em đàn ông con trai, em đi nguyên ngày hôm trước, ngày hôm sau em còn đuối nữa. Còn Dương là phụ nữ, sao chịu nổi. Dương. Dạ. Em chịu được mà phải không? Đúng không? Em chịu được phải không? Ừ. Dạ. Ờ, thấy không? Nó chịu được đó. Nói vậy là chị không tin em đúng không? Chị kêu Dương theo giống như là kiểm tra rồi theo dõi em đúng không? Ừ. À vậy không biết nữa. Chị ơi, anh cũng thay đổi rồi. Em tin ảnh, chắc không sao đâu chị. Phải rồi, chồng em chứ không phải chồng chị đâu. Tùy em thôi. Cảm ơn em nhiều lắm vì em đã tin anh. Có gì đâu mà cảm ơn. Bánh Bỉ ơi, Bánh Bỉ sao vào nè. Tía. Gì đây? Không có học ghé đây làm chi? Con ghé xin Bánh Bỉ ế của tía chứ chi. Trời đất ơi, nhỏ này mới sáng sớm ra đây trù ẻo hả? Con không trù ẻo thì tía cũng bán ế vợ. Tía, mấy cái bánh sắp hết hạn tía cho con nha. Con đem vô lớp cho tụi bạn nó ăn nha tía. Chứ để hết hạn cũng bỏ mà tía nha. Tía. Mệt quá. Ai in Quỷ Nam không? Anh Nam. Anh Nam. Ê, 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 đâu vậy? Qua bển chi con. Anh Nam. Ủa? Anh về hồi nào vậy? À, anh mới về. Em khỏe không? Em khỏe. Ủa? Sao? Mới trốn chạy về hả? Vợ mặt trốn chạy biết liền. Chú nói chuyện kỳ quá. Con về có giấy xác nhận của trại đàng hoàng mà. Phải mà. Hay quá vợ. À. Vậy là anh cai nghiện thành công rồi hả? Nắm tay nắm chân nó về. Chưa chắc đâu. Nó nghiện lại bây giờ đấy nè. Dạ chào chứ chú. Con bà Kiên đó vô trại cai nghiện, thả ra đường tháng bây giờ bỏ mụn vô thúng, bưng vô cai tiếp kìa. Trời ơi, xì ke mà đâu phải dễ cai đâu à. Ai cai không được mà nghiện lại thì con không biết. Nhưng mà riêng con á, con cam đoan với chú là con sẽ không bao giờ nghiện lại. Bởi vì từ khi vô trại á, con đã hứa với lòng rồi. Con sẽ không bao giờ làm ba cái chuyện thất hứa đó để làm hủy hoại cuộc đời. Con sẽ lo lắng cho nội và cho Dương. Và con sẽ lấy lại tất cả những gì lò Mỹ Anh đã mất bởi cái lò Nguyệt Duyên. Cha, nói mạnh miệng dữ ha. Bây giờ á, Nguyệt Duyên có tới hai lò lận. Cậu nhắm đấu nổi không? Cái lò bên kia đường kìa, sắp dẹp rồi đó. Trời đất ơi, cậu đang nằm mơ với bà Ngài đó hả? Cái bà kia, bà nói cái lò bên đường là cái lò nào, bà nói cho rõ nghe. Thì cái lò của ông chứ lò ai? Trời đất ơi. Tôi khuyên thiệt lòng nha, ông dẹp tiệm đi. Đừng có cố quá, thành quá cố bây giờ á. Cậu cũng vậy đó, có được vài đồng á thì đi kiếm việc khác mà làm ăn. Đấu với tôi á hả, có ngày không còn xu dính túi nữa đó.
cái con mẹ này, cái lọ của bà hay lắm, sao bà nổ dữ vậy hả? Ờ đâu có hay, mà bánh tôi á bán khắp cái Sóc Trăng này. À, sáng sớm gặp ba trận ba cháu gì đâu không. Tôi đi về lấy ba bánh ấy. À, lấy ba bánh mới đem đi tặng cho mấy đứa nhỏ. Yeah. Em về nha anh Nam. Ờ. Thôi đừng để ý mà anh. Anh đâu có sao đâu. Anh đi giao bánh nha. Dạ. Anh đi cẩn thận. Anh đi nha. Ủa anh Bách. Anh. Chà, hai người làm lành rồi hả? Dạ, tụi em là vợ chồng mà, giận rồi cũng về thôi. Cô bộ còn tình cảm hơn lúc trước nữa chứ. Anh Bách đó, lo kiếm chị dâu đi, để khỏi phải ghen tị với tụi em. Ok, chắc chắn anh phải tăng tốc mới được. Chào anh Bách, chào anh chị. À, hôm nay sẽ có sếp mới về phòng dân sự. Chị Quỳnh đó là người cầu toàn, đòi hỏi cao, nhưng mà chị ấy cũng có nhiều kinh nghiệm. Em cố gắng theo chị học hỏi nha. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn tổng giám đốc. À, chị Quỳnh. Chào mọi người. À, dạ, đây là chị Quỳnh, trưởng phòng nhân sự, sếp mới của em đó. Tụi em đã biết nhau từ trước rồi. Ủa, vậy à? Tụi tôi đã gặp nhau ở Spa rồi. Các quý cô sướng thiệt chứ ha. Trả bù cho anh em tụi tôi suốt ngày chỉ biết đến công việc thôi. Thì ai cấm anh đâu. Mà anh ganh tị, bây giờ muốn không? Em dắt anh đi nè. Thôi, mắc công vô đó người ta coi lại giới tính của tôi nữa, kỳ lắm. À, đây là Mai, nhân viên của phòng chị Quỳnh đó. À, dạ chào chị. Em dạ em chào chị. Ờ, hy vọng là mình sẽ làm việc vui vẻ với nhau. Sao vậy? Thôi, lúc nãy vui vẻ với bạn lắm mà. Em ghen phải không? Nè, anh với chị Quỳnh đó rốt cuộc là sao vậy? Thì có gì đâu. Quỳnh ngày xưa Quỳnh thích anh, nhưng mà anh chỉ coi Quỳnh là bạn thôi mà. Thôi mà em đừng có giận nữa. Đáng lẽ người giận phải là anh đó, chứ không phải là em đâu. Em với Bảo chưa gì đã làm lành với nhau rồi. Là anh làm quậy với em trước thôi chứ bộ. Bộ em không muốn hả? Thì ra lúc nãy anh chọc tức em phải không? Thật ra anh cũng muốn coi em có yêu anh hay không thôi mà. Không yêu anh thì sao lại ở bên anh? Tạm tha cho em đó nghe. Nè. Ừ? Trưa nay về nhà anh nghe. Ừ. Bữa nay không được. Em muốn hẹn chị Quỳnh trưa nay đi ăn cơm. Nè, em đừng có nói với anh á, làm tính dằn mặt Quỳnh nghe. Anh với Quỳnh không có gì đâu á. Em tin anh mà. Thiệt ra là em có chút chuyện muốn nhờ chị Quỳnh thôi. Chuyện gì vậy? Thì hoàn thành tiếp công việc đang dở dang của em. Quỳnh, em nghe nói chị từng đi du học ở nước ngoài hả? Ừ, chị học cùng trường với anh Bách đó em. Ảnh học trên chị một khóa. Em ngưỡng mộ chị lắm. Chị còn trẻ mà đã là trưởng phòng nhân sự rồi. Ừ, chị á, ngưỡng mộ em thì đúng hơn. Có một người chồng hết mực yêu thương chiều chuộng mình. Chị sự nghiệp thì có, nhưng mà đường tình duyên thì lận đận lắm. Anh Bảo cũng không có chịu em lắm đâu. Nhiều lúc em cũng ức chế trong lòng lắm. Chắc chị có nghe chuyện ở phòng nhân sự hả? Có. Chị cũng có nghe nhân viên trong công ty đồn. Hình như là em cho nghỉ hết cả phòng nhân sự luôn hả? Em làm gì có cái quyền đó. Hai người kia ra đi là do vi phạm quy chế của công ty. Còn người em muốn đuổi là Mai.
thì vẫn được anh Bảo cho ở lại. Thiệt ra mình là phụ nữ với nhau, chị cũng biết là cái đám ganh ăn tức ở, nói xấu người khác thì đáng ghét như thế nào rồi. Giờ chỉ có mình chị là giúp được em. Thật ra em muốn chị làm cho nó tự động xin nghỉ việc. Chuyện đó có khó gì đâu em. Em cứ yên tâm đi. Mai à, chị có đống hồ sơ này đang cần rất là gấp. Em làm liền cho chị nha. Có chuyện gì sao em? Chị ơi, để ngày mai được không chị? Bây giờ cũng trễ lắm rồi, em sợ làm không kịp. Chị đang cần rất là gấp, em phải ở lại làm cho xong rồi hãy về nha. Dạ. Còn em? Dạ. Hình như là ngày mai em xin nghỉ phép đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ngày mai có tiệc cưới của nhỏ em. Vậy thì em đi về đi. Mai, em làm luôn này giùm chị nha. Ủa chị Mai, chị làm gì mất lòng sếp hả? Sao em thấy chị bị đì quá vậy? Làm gì thức sớm vậy em? Em đợi anh Nam. Anh Nam chưa về nữa chị. Cái gì? Đi suốt đêm hôm qua rồi chưa về nữa hả? Em điện ảnh cả chục cuộc luôn rồi đó, mà anh không có bắt máy. Không biết anh có bị tai nạn gì không nữa. Em lo quá à. Đúng rồi, đi xa vậy cũng nguy hiểm. Để em đi tìm hỏi người ta coi có ai gặp ảnh không. Còn không thì chắc phải báo công an quá chị. À đúng, đúng đúng đó. Báo công an đi, để cho họ tìm giùm mình. Chứ bây giờ nó đi tuốt bên Trà Vinh biết đường đâu mà tìm. Dạ, bây giờ cũng hừng sáng rồi, em đi tìm liền. Chị, bà nội có hỏi á, chị nói là anh Nam ảnh về rồi mà anh đang ngủ nha chị. Mắc công bà nội lo. Chị biết rồi. Dạ, em vô thay đồ em đi liền. Đi đi. Dạ. Cái thằng quỷ này, sao nó làm cho ở nhà lo hết chuyện này tới chuyện khác vậy? Em. Chị có thấy anh Nam không vậy chị? Chị không thấy. Hôm qua nay ảnh chưa có về nữa. Hay là con đi báo công an đi, họ tìm giùm cho. Dạ em cảm ơn chị. Alo, em nghe nè chị Út Đẹp. Em tìm được Nam chưa vậy? Chưa tìm được ảnh nữa chị ơi. Ủa vậy em đang ở đâu? Giờ em đang tính lên công an trình báo nè. Có tin gì báo dạ, cho chị dạ. liền nghe. Có gì em gọi cho chị biết. Vậy nha chị. Dương, đợi bạn chút. Dạ. Hồi hôm qua ba bậy quá, đừng giận ba nghe. Dạ, không có gì đâu ba. Ủa mà hôm nay không ra chợ bán hay sao mà bây giờ con định đi đâu đây? Dạ, con đi kiếm anh Nam. Ba có thấy anh Nam không ba? Tối hôm qua ba có gặp nó. Ba gặp anh ở đâu vậy ba? Ba thấy nó chở nhỏ nào xà nẻo. Ba gặp ảnh thiệt sao? Ủa, vậy là nó không về nhà hả? Mà thôi, con về ngó chừng tiệm bánh đi. Chắc nó đi theo con nhỏ đó rồi. Vài ngày hết tiền hút chích là tự nó bò về nhà thôi. Dạ, thôi con đi nha ba. Dạ.
ra là hôm qua em cũng suy nghĩ những lời anh nói. Em quyết định đi cai thuốc, làm lại cuộc đời giống anh. Giỏi á, biết suy nghĩ vậy là đúng. Phải cai đi, giống như anh nè. Nghiện như vậy mà vẫn còn cai được, huống chi em. Chúc em thành công nha, anh về á. Khoan, anh á, cho em địa chỉ, số điện thoại của chỗ cai nghiện đó, để em liên lạc với họ. Em hỏi thử sao. Hồi nãy sao không chịu nói ngoài luôn đi, rồi tự nhiên vô đây rồi hỏi vòng vòng rồi mới xin số điện thoại với địa chỉ. Em cũng rảnh ghê á. Thì anh biết mà, chơi mấy cái này á, đầu óc có minh mẫn đâu. Phải vô nhà mới có giấy viết, rồi anh viết ra cho em mới nhớ. Rồi sao không đi lấy giấy viết? Anh ngồi đây nha, em đi lấy giấy viết. Hôm nay em sao không biết nữa. Nè, anh uống miếng nước cam cho đỡ mệt đi nha. Rồi em chạy vô em lấy giấy viết cho anh. Trời ơi, ở đâu ra có sẵn nước cam hay vậy? Thì con gái mà, lúc nào cũng thích uống nước cam. Anh uống đi. Anh tỉnh rồi hả? Em xin lỗi, chắc là em bỏ thuốc mê hơi quá liều. Em dở cho gì vậy hả? Tại sao cho anh uống thuốc mê rồi còn nhốt anh trong phòng nữa? Ai mượn, anh chọc tức em chi? Không chấp nhận tình cảm của em, suốt ngày cứ vợ. Em nhốt anh xong rồi, tới nhà nói cho vợ anh biết anh ở đây với em suốt đêm qua. Chắc vợ anh chờ anh về tính sổ đó. Trời ơi, em đi đủ chưa hả? Anh cảnh cáo em nha, còn vợ chồng một lần nữa đừng có trách anh. Anh Nam, điện thoại anh nè. Em sợ anh tỉnh dậy gọi điện thoại cầu cứu nên em mới lấy, trả cho anh. Từ nay đừng bao giờ tìm anh nữa. Anh không thoát khỏi tay tôi đâu. Nhưng mà đưa nó lên xe. Nè, lên nè, chờ tao xử lý cái xe cái rồi đi luôn. Đấy, được rồi, nhanh lên. Cha già này đánh quá đại ca. Sao chưa bắt về đây đã, rồi bây giờ chưa bắt ngược về Sài Gòn là sao? Cả cha đi, miễn em mình có tiền là được. Nhanh lên. Nhưng mà em thấy nó kỳ kỳ sao đây ca. Mày hơi đâu lo mấy cái chuyện đó mày ơi. Còn về đây làm gì nữa? Sao không ở bển với nhỏ khó ưa kia đi? Đồ cái phường bạc bẽo vô tình. Con Dương nó vì em làm biết bao nhiêu chuyện cho cái nhà này. Bây giờ mày dính vô con nhỏ khó ưa đó mà đòi ly dị vợ hả? Cái gì? Em nói em ly dị Dương hồi nào? Con Lệ nó tới đây nó nói nè, nó nói bây giờ hai đứa bay tình cảm lén lút và muốn ở chung, cho nên nó yêu cầu con Dương ly dị. Trời ơi, làm gì có cái chuyện đó. Lệ nó gài em, nó cho em uống thuốc mê rồi nhốt em trong phòng, từ hôm qua tới giờ mới tỉnh nè. Em có nói với lại cái đó hồi nào đâu. Thiệt hả mày? Thiệt. Trời ơi, con nhỏ nó ghê dữ vậy hả? Để em vô giải thích với Dương. Khỏi. Con Dương nó chưa về đâu, nó ngoài lò bánh á. Để ra lò bánh. Ai vậy? Ai vậy Nam?
gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà đưa lên đưa xuống rồi cái mặt nhăn nhăn vậy? Ai vậy? Dương nhắn tin nói là thất vọng về em, bỏ nhà đi rồi. Em điện thoại lại không bắt máy. Sau đó nhắn thêm một tin nhắn nữa, em điện thoại lại tắt nguồn luôn. Rồi xong. Thấy chưa? Cái kiểu này là nó giận dữ lắm rồi đó, mới hành động như vậy. Bởi vậy quen chi cái con nhỏ khó ưa đó không biết nữa. Thôi để em đi tìm Dương nha. Đang yên đang lành dính vô cái con nhỏ khó ưa đó làm chi vậy? Cái miếng đất đó có thiệt là nó đang sốt không đó? Thả tôi ra! Mẹ có im đi không hả? Ê, dạ, xin lỗi. Dạ, được rồi. Sáng mai tôi sẽ đem tiền tới. Dạ, cảm ơn anh trước nha. Thả tôi ra đi! Chứ bà chẳng dám đuổi mình đi. Chờ mình làm giàu rồi mình về cho bà biết mặt. Thả tôi ra! Cái con kia, mẹ có im đi không hả? Ồn ào quá đi à. Tao đã nói là tao nhốt mày tới chừng nào á người ta đồng ý thả thì tao mới thả. Tại sao lại nhốt tôi? Tao không biết. Thì người ta cho tiền tao, kêu tao đem mày đi nhốt thì tao làm thôi. Chẳng tao định đi lên đây làm ăn, tao đem mày theo nhốt ở đây cho nó an toàn. Mày im lặng chưa? La lối điếc cái lỗ tai. Tao còn nghe nữa là vô đánh cho mềm xương luôn á. Mình ngu thiệt. Tự nhiên lại đi tin ổng. Chắc giờ ở nhà bà nội với chị Út đẹp lo lắm. Nội, thôi đừng có khóc nữa mà, ngồi dậy uống sữa đi rồi ngủ. Cứ nghĩ tới con Dương là bà nội không cầm được nước mắt. Nó đi rồi, sau này bà nội không còn gặp được nó nữa đâu. Chắc nó đi xa lắm rồi, cho nên thằng Nam mới không tìm được đó nội. Mà cũng tại cái thằng quỷ Nam chứ ai. Đi quen với con nhỏ khó ưa đó. Bà có thiệt là thằng Nam nó trở lại nghiện hút rồi cặp bồ với đứa khác không con? Con nghĩ chắc không phải đâu nội ơi. Nhìn bộ dạng nó chắc là bị con nhỏ kia phá thôi. Không thì nó đâu có đi kiếm con Dương tới phờ phạt người đâu nội. Mới về nằm trong phòng kìa, con kêu ăn cơm cũng không chịu ăn nữa. Con pha cho nó ly sữa để trong phòng rồi mà không biết có uống không nữa. Nội còn tưởng thằng Nam nó cai nghiện được rồi tụi nó sẽ sống hạnh phúc. Bây giờ thì con cũng nhớ con Dương vậy. Nhưng mà giờ nó đi rồi, mình biết làm sao bây giờ nội? Thôi, nội đừng có khóc nữa, ha? Nghe lời con, khóc nhiều hại sức khỏe rồi đau đầu đó, ha? Nhà đã ăn dày rồi, nội mà đổ bệnh nặng là con rối nùi luôn á. Bà không có khóc nữa đâu. Con ráng coi chừng thằng Nam nghe. Dạ. Để nó buồn chán rồi lại sanh chuyện nữa. Dạ, nội cứ yên tâm. Uống đi rồi ngủ. Cũng khuya lắm rồi đó. Em không muốn ăn đâu. Nguyên ngày hôm qua đã không ăn rồi, bữa nay không ăn nữa chết á. Ôi trời, sao tối hôm qua em chịu uống sữa còn nguyên vậy?
hay chị nấu cháo cho em ăn nha. Thôi, con Dương nó đi thì nó cũng đi rồi, em đừng có buồn nữa. Biết đâu nó rời xa mày thì cuộc sống nó tốt hơn thì sao. Chị đi ra đi. Thôi, chị xin lỗi, ý chị là không phải chê em. Thôi, chị để sữa mới đây một chút uống nghe. Sao chị cứ đi ra đi vô hoài? Em đã nói là chị đừng có vô đây nữa mà, làm phiền em quá. Chị đem quần áo khô vô cất. Có trời gì đâu. Trời ơi, cất nhanh rồi đi ra giùm cái. Thì từ từ, cái thằng này nó nói à. Trời ơi, cái gì vậy? Gì dân quỷ? Chị Út. Hả? Quần áo của Dương tại sao còn ở đây? Sao tao biết? Như vậy Dương không phải bỏ nhà đi. Nếu bỏ nhà đi tại sao không mang theo quần áo của mình? Với lại chưa bao giờ Dương nhắn tin cho em, và hầu như là không bao giờ nhắn tin. Em đoán chắc Dương có chuyện rồi. Ha, em nói cũng có lý á. Mà thôi đi, biết đâu nó muốn đoạn tuyệt chuyện cũ cho nên không thèm lấy đồ cũ đi. Đi thôi. Không, không thể nào như vậy. Em phải đi tìm Dương. Trời. Nam. Chị Tư. Có gì không Nam? Chị có thấy vợ của em đâu không? Hai vợ chồng mày làm cái gì? Hôm qua vợ mày đi kiếm mày, tới hôm nay mày đi kiếm nó. Thì vợ em bỏ nhà đi rồi. Vậy hả? Chị cho em ly nước mía nha. Đợi chị yên xíu nha. Chị Tư, cho em ly nước mía mang về đi. Chờ chị chút cho cưng chị làm cho thằng Nam cái. Anh Nam hả? Ừ. Anh Nam. Hôm qua nay em có thấy chị Dương đâu không? Gặp em có hỏi chị Dương à. Có chuyện gì hả anh? Chị Dương bỏ đi từ tối hôm kia rồi, chưa có về nữa. Tối hôm kia tí chở em đi học thêm về, em thấy chị Dương chở ba con Ngọc mà. Em thấy chị Dương chở ông Hùng hả? Dạ. Mà em thấy ở đâu? Thì em thấy gần nhà anh Ngọc á. Anh sao vậy? Anh cảm ơn em nha. Anh đi trước nha. Anh Nam. Anh Nam, thằng quỷ. Gọi nước mía rồi không uống hả mày? Ông Hùng. Ông Hùng đâu rồi? Ông Hùng. Ông Hùng. Ủa, anh Nam. Ba em đâu? Ba em. Cái gì vậy? Bà Liên, chồng bà đâu? Kiếm ông chi? Dương đi đâu không thấy về nhà? Bé Hà nói tối hôm kia thấy Dương chở ông Hùng đi. Bây giờ bà nói thiệt đi, có phải bây giờ bà với ông Hùng âm mưu bắt cóc vợ tôi không? Bây giờ trả Dương lại không? Không thì đừng có trách tôi nha. Nè, con Dương nó mất tích á thì liên quan gì đến gia đình của tôi? Từ ngày mà cậu cưới nó về bên đó đó là gia đình tôi á không có thèm nhìn tới mặt nó rồi. Ba em bị mẹ em đuổi đi mấy ngày nay, đâu có về nhà đâu. Đưa điện thoại đây. Gì vậy? Đưa điện thoại nhanh. Đưa điện thoại cho ổng. Để làm gì? Đưa đi. Điện thoại nha rồi trả lại nha. Cậu mà cướp điện thoại của tôi á, tôi báo công an á, tôi trình công an à. Mấy ngày nay á, tôi giận cái bản mặt của ổng mà tôi đâu có thèm điện đâu. Alo. Đuổi tôi đi rồi bây giờ gọi cho tôi chi đây? Ông Hùng, ông đã làm gì Dương hả? Nam hả? Dương gì ở đây? Tao đâu có biết. Ông đừng có xạo. Tối hôm kia có người nói thấy Dương chở ông đi. Mà bây giờ á, Dương mất tích rồi, không phải ông chỉ lại. Tôi nói cho ông biết nha, ông mà bắt Dương đem bán một lần nữa, tôi đốt nhà ông đó. Ê à, muốn gì thì mày về bên nhà mày, mày đốt nhà mày nha mày. Tao tự nhiên mày đòi đốt nhà tao. Nó chỉ cho tao quá gian thôi.
Sau đó nó về rồi, tao đâu có biết gì đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Bây giờ ông nói tôi biết ông đang ở đâu. Tao đã nói là không có liên quan gì tới nó. Tao ở đâu cần gì phải nói cho mày biết. Nè, mày muốn đốt thì cứ đốt đi ha. Cái nhà đó chỉ có con mụ cằn nó ở thôi. Tao đâu có ở mà tao sợ. Nè, bà đó, có ông chồng thương bà lắm đó, ông xúi tôi đốt nhà bà đó. Ông dám nói vậy hả? Bây giờ bà nghe tôi hỏi nè, chồng của bà đó, ông bỏ đi đâu? Bà không trả lời tôi đốt nhà bà thiệt á. Tao sao biết được? Chồng bà mà bà không biết thì ai biết? Không biết. Thiệt tình á, em với mẹ không biết ba đi đâu hết á. Vợ chồng bà liệu hồn đó, dương mà xảy ra chuyện gì, tôi tính sổ với các người đó, tôi đốt nhà thiệt đó. Mẹ, ba có bắt chị hai không mẹ? Mẹ làm sao mà biết được. Thằng cha của mày đúng là đồ khốn nạn mà. Thằng nghiện đó nó mà khùng lên á là tiêu mạng cái gia đình mình nè. Cũng cầu trời cho ổng chết khuất cho rồi đi. Báo hại mẹ con mình á hết lần này cho đến lần khác à. Anh Nam ơi. Ừ. Anh Nam. Trời. Quỷ anh Nam ơi. Gì đó? Tới đây làm gì? Phá nhà người ta chưa đủ hả? Đi về đi. Đi đi. Dương tự ý bỏ đi, liên quan gì đến tôi hả? Tôi đến thăm anh Nam với bà nội. Ê, có phải bà nội của mấy người không mà kêu bà nội ngọt xết vậy? Nhà tôi không có tiếp loại người như cô. Đi về đi, nhanh. Chị là giúp việc thôi, có quyền gì mà đuổi tôi hả? Đã ế chồng mà còn nhiều chuyện nữa. Ê ê ê ê, mày nói cái gì? Mày tin là tôi quýnh mày được không? Hả? Ế chồng á, rồi mày sao? Là... Không thèm quýnh mày, quýnh mày bẩn tay chứ làm gì? Kêu Nam ra đi, tôi muốn gặp anh Nam. Không có thằng Nam ở nhà. Chị đừng có xạo nha, tôi vô kiếm anh Nam nè. Ê, cái con này kỳ cục vậy. Tôi đã nói thằng Nam không có ở nhà mà, tính quậy nữa hả? Cái gì mà ôm sòm vậy? Anh Nam. Ủa, em tới nhà anh tính phá cái gì ở đây nữa đây? Anh Nam, anh đừng có giận em mà. Hôm qua giờ em điện thoại cho anh, sao anh không bắt máy vậy? Em mới nghe tin chị Dương bỏ nhà ra đi. Em xin lỗi, em không ngờ em giỡn quá trớn vậy. Ê cái con kia, tính ở đó chơi cái trò mèo khóc chuột hả mày? Hả? Em thiệt tình chỉ muốn phá hai người thôi. Ai biết chị Dương bỏ nhà ra đi như vậy. Em xin lỗi anh Nam, em không ngờ chuyện xảy ra lại như vậy nữa. Anh không tha lỗi cho em á, em đứng đây nè, em chịu lỗi. Khi nào anh tha thứ cho em thì thôi. Nó đánh đóng phim á, giống như cái phim bộ á. Không tha lỗi cái nó đứng tới sáng luôn, không chừng nó quỳ gối luôn bây giờ. Kệ nó, cho nó đứng tới sáng luôn đi em. Nhưng mà anh nói cho em biết nha, em đừng có quậy nữa, anh đang buồn dữ lắm, không có thời gian để giỡn với em đâu. Dương không phải vì em mà bỏ nhà đi, em đi về đi. Ủa thiệt hả anh? Vậy chị Dương đi đâu vậy? Đi đâu hỏi chị? Có thể là bị ông Hùng bắt đi. Anh Nam. Anh Nam. Trời ơi, cái con nhỏ này nó lì ghê vậy đó. Người ta đã đuổi rồi, không muốn tiếp chuyện rồi, mà còn dối dối theo anh Nam. Anh Nam làm gì? Về đi. Đồ bà già ế chồng nhiều chuyện. Ê ê ê, mày hả? Mày tưởng tao không giống quýt mày hả? Hả mày? Anh đã nói với em rồi, đừng có theo anh mà. Sao theo anh hoài vậy? Người ta chỉ lo cho anh thôi mà. Lo cái gì mà lo? Anh đã nói rồi, nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ thương vợ của anh thôi. Em đừng có bày trò gì nữa đi. Chị bỏ đi nửa tháng rồi, không lẽ anh tìm hoài mà ngày nào anh cũng chạy ngoài đường vậy? Anh không thấy mệt hay sao? Kệ anh, đừng có theo anh nữa. Anh Nam. Để coi hả, anh kiên trì được bao lâu? Gì đó ông Hùng? Nó ở đây bữa giờ rồi, cô tính sao đây? Thì ông tiếp tục giam nó đi chứ. Gì? Không lẽ cô định giam nó suốt đời hả? Ông giam á, tới khi nào mà anh Nam nản không tìm nó thì thôi. Chấp
chấp nhận tình cảm của tôi. Nè, tiền tôi có, ông không cần phải lo. Vậy thì cô chuyển thêm tiền cho tôi đi, để tôi chuyển qua chỗ mới ở. Tưởng ở ngắn hạn, thuê cái nhà nhỏ xíu, nóng nực muốn chết vậy. Nè, cái nhà tôi thuê cho ông á, tôi đã trả tiền hết rồi nha. Hết 3 triệu của tôi đó. Bộ ông đi du lịch hả? Mà đòi hỏi quá vậy. Nè, cái này là cô cần tôi chứ không phải là tôi cần cô đâu nghe. Không chịu là tôi thả nó đó. Thôi được rồi, tiền tôi không có thiếu đâu. Bây giờ ông chỉ cần làm tốt việc cho tôi thôi. Ngày mai tôi chuyển tiền cho ông. Cô cứ yên tâm đi, nó không có thoát được đâu. Vậy nha. Giám đốc. Cảm ơn tổng giám đốc. Ủa, em mang đồ gì đi đâu vậy? Dạ, em nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Sao lại nghỉ việc? Dạ, do em không chịu được áp lực của công việc. Với lại, em vừa tìm được công việc mới. Tuy lương không cao bằng lương công ty của mình, nhưng mà em cũng đủ trang trải trong cuộc sống. Cảm ơn tổng giám đốc thời gian qua đã luôn giúp đỡ em. Con cho con sức khỏe. Ông thả tôi ra đi. Ông thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi bà. Thả tôi ra. Ông thả tôi ra đi. Ông đừng bắt tôi nữa. Ông thả tôi ra đi. Tôi xin ông mà. Ông thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi. Mày đừng có la nữa. Còn lâu rồi mày mới được thả. Chào anh ba. Dạ chào anh. Dạ, ở đây vắng vẻ quá hả? Tôi cũng đang tính chuyển qua chỗ khác cho nó rộng rãi thoáng mát hơn. Dạ. Với lại để tiện cho việc làm ăn nữa. Thôi vô nhà uống nước đi. Dạ. Ngồi đi anh. Dạ được. Ông thả tôi ra đi mà. Thả tôi ra. Ai vậy? Con gái tôi, nó nghiện ma túy. Tôi nhốt nó để cho nó cai nghiện. Vậy à? Thôi kệ nó đi. Chút nữa anh nhớ nó giá tốt tốt cho tôi nha. Được mà, quen biết thì quen, nhưng mà tôi phải lấy tiền cò nữa cho đúng luật. Cái đó anh khỏi có lo, chỉ cần tôi bán lại có lời, tôi nhất định hậu tạ anh liền. Yên tâm, anh sang lại thế nào cũng có lời mà, không dưới 100 triệu đâu. Nè, sao ông có nhiều tiền mà mua vậy? Trước khi lên đây tôi vay của tụi thằng bốn một mớ, rồi có người đưa thêm một mớ nữa. Phải liều một chuyến để lấy vốn làm ăn lâu dài chứ anh. Cho cái con mụ chằn kia nó không coi thường tôi nữa. Tôi vô lấy tiền nghe. Dạ, thưa ba, con mới về. Ủa, thằng Bảo đâu? Nó không về chung với con? Dạ, ảnh về sao? Con đi taxi về trước. Hai đứa có chuyện gì sao? Dạ. Dạ, không có gì đâu ba. Đừng có giấu ba. Nói ba nghe coi, có chuyện gì? Ba biết không, ở công ty vừa mới có một nhân viên xin nghỉ việc. Do người ta không chịu nổi áp lực trong công việc cho nên mới xin nghỉ việc. Vậy mà anh Bảo lại đổ thừa là do con gây áp lực cho người ta. Mà con chỉ làm việc dưới quyền anh Bách thôi. Những phòng ban khác Con đâu có liên quan đâu. Cái thằng, tao lại nghi ngờ vô căn cứ như vậy chứ. Thưa ba, con mới về. Bảo, con ngồi xuống đây. Chuyện gì vậy ba? Sao con lại đổ lỗi cho con Nguyệt, trù dập nhân viên? Con chỉ nói sự thật thôi, không có đủ quan cho ai hết.
nhân viên phòng ban khác, nó đâu có liên quan tới đâu mà trù dập. Cô ấy không trù dập trực tiếp, nhưng mượn tay cô sếp phòng ban trù dập người ta. Tất cả cũng chỉ là do anh suy đoán thôi. Cô ta không đủ năng lực làm việc nên mới xin nghỉ. Sao anh đổ thừa cho em? Bà ơi, nên bảo anh nghĩ cô như vậy thì cứ cho là như vậy đi, cho vừa lòng ảnh. Con cũng muốn cãi nữa. Con xin phép bà, con lên lầu. Chỉ là một nhân viên xin nghỉ việc. Cho dù con Nguyệt có như con nói thì sao nè? Nó là đứa ngoan hiền, bà tin đó, có lý do nó mới làm như vậy. Nguyệt bây giờ đã thay đổi rồi, không có như bà nghĩ. Thôi đi, con thay đổi thì có. Alo. Xin lỗi, có phải số điện thoại của anh Bảo không ạ? Đúng rồi, tôi nghe đây. Dạ, em gọi đến từ cửa hàng Ánh Kim ạ. Có phải anh đặt một sợi lắc và lấy ngày hôm nay không? Hiện giờ tôi không có tâm trạng lấy nữa. Cô hãy nhắn tin thông tin tài khoản của cửa hàng, tôi sẽ chuyển số tiền phân nửa còn lại. Tôi không có lấy hàng. Dạ, nếu anh không nhận hàng thì bên em không hoàn trả tiền cọc lại thôi. Anh không cần phải chuyển số tiền còn lại đâu. Chiếc lắc đó tụi em vẫn bán bình thường mà. Ờ, vậy tôi cảm ơn cô. Dạ. Anh hả? Dạ. Anh qua kia ngồi. Qua kia ngồi. Mời cậu. Cảm ơn chị. Ừ. Hình như đã có chiến tranh lạnh đó. Ăn thì lo ăn đi, liên quan gì tới con? Ừ. Thôi, con không ăn nữa đâu, con đi làm trước đi ba. Nè, vợ con chưa ăn xong, để nó ăn xong rồi chở đi luôn. Không cần đâu ba, con đi taxi được mà. Con đi trước đi.
mị hết sức. Đàn ông là phải ga lăng. Chị Hai, xe em trống á, chú em chở chị Hai đi làm. Không cần đâu, chị đi taxi được rồi. Chú còn phải đưa đón bạn gái nữa mà. Ủa, con có bạn gái hồi nào? Bà đang hỏi em nào vậy? Nhiều quá làm sao con nhớ hết. Con nghiêm túc lại đi. Con chưa có ý định lập gia đình, cỡ như nghiêm túc. Bây giờ cứ thả cửa mà chơi, vui là chính, đúng không ba? Con tự hiểu rồi. No rồi, con đi làm trước, hết ăn nổi rồi. Con đi nha. Nè, vợ chồng á, có cái gì mà chiến tranh lạnh. Thằng Bảo đi hiểu lầm con thôi. Con chịu thiệt, xuống nước làm lành với nó trước đi. Rồi giải thích lý do con phải làm như vậy cho nó hiểu. Dạ. Thứ ba con đi làm. Nè, anh có nghe Quỳnh kể chuyện em với Bảo? Bộ anh với Quỳnh thân lắm hả? Đâu có. Lúc nãy anh tới phòng nhân sự có chút việc, thì Quỳnh hỏi thăm em cho nên anh mới biết thôi. Bảo giận em thì cũng tốt mà. Anh khuyên Bảo làm lành với em đi. Sao tự nhiên em muốn vậy? Thì dù gì cũng không thể nào giận nhau quá lâu. Ba chồng em sẽ không vui. Nói tới nói lui thì em không muốn làm quà trước. Anh giúp em nha. Được rồi. Vậy mới dễ thương chứ. Dễ thương cái gì? Làm quà cho người mình yêu với chồng tất nhiên là phải dễ thương rồi. Thôi mà, em với anh Bảo từ lâu đã đồng sàng dị mộng rồi, anh còn ghen gì nữa. Thôi, tối nay em qua nhà anh nha. Em không về nhà sao? Em sẽ điện về nói với ba chồng em giận quá, bỏ qua nhà bạn ngủ. Vừa làm áp lực với anh Bảo mà vừa để hai đứa mình có thời gian bên nhau. Nè, đúng là khôn lanh đó nha. Vô đi. Ủa, hết giờ làm rồi mà sao anh còn ở đây? Chị Quỳnh. Tối nay anh có hẹn với đối tác dùng cơm để bàn công việc, cho nên anh đã lại một chút đi luôn. Nguyệt, Bảo làm lành với em chưa? Chưa chị. Thôi kể anh đi. Em đừng có buồn nữa. Bảo thương em như vậy, giận vài bữa chắc là cũng quề thôi à. Đúng rồi, lần trước hai người cũng làm lành với nhau mà. Thôi, em về nhà đi, trễ lắm rồi. Anh kệ em chưa có muốn về. Không về thì đi bay với chị đi, tới đó xả stress. Việc gì em cứ phải ấm ức trong lòng, mau già lắm. Đi nhé. Đi, đi với chị. Dạ, vậy em đi với chị. Anh Bách, em về trước nha. Anh nhớ cái hồ sơ lúc nãy em nói với anh đó. Đừng có lo ngủ quên nha. Anh nhớ mà, đi đi. Chúc hai người đi chơi vui vẻ ha. Dạ, bye bye. Bye bye. Đi bye nghe. Nhớ đó nha. Thank you.
Ông thả tôi đi, ông đừng có nhốt tôi nữa. Tao nói rồi, chưa thả mày được đâu. Nè, uống nước đi con. Cảm ơn chị. Hổm ra tôi tưởng chị nghỉ chứ. Sao nghỉ được chị? Nghỉ rồi lấy gì ăn? Con gái chị lấy chồng đại gia mà. Nghỉ bán hưởng phước đi. Bán chị cho cực không biết. Mình còn sức thì mình làm, chứ ai đi nhờ giả con gái. Con gái chị làm sao rồi? Sắp đám cưới rồi hả? Cũng sắp rồi đó chị. Cưới xong á, nó theo chồng ra tuốt ngoài Bắc á. Mà tôi cản không có được. Đâu phải như chị đâu. Con gái lấy chồng ngay trong thành phố, nó còn qua lại hữu hỷ với chị được. Chứ tôi á, là tôi thấy xong rồi đó. Cũng chưa chắc ở gần mà hữu hỷ được đâu chị ơi. Bộ con chị ít về thăm chị lắm hả? Nó bận công chuyện mà. Mấy tháng mới ghé qua tôi một lần. Ghé rồi cái đi liền hả? Không có ăn được bữa cơm với nó nữa. Chị ăn ngon nha. Ủa, nè nè, cô kia. Cô làm gì cô thập thò dưới đây vậy hả? Cô nhớ. Ủa, Nguyệt. Đây, 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 đây. Ngồi đây con. Mẹ, lúc này mẹ khỏe không? Mẹ khỏe, mẹ khỏe. Nè, sao nhìn con phờ phạc dữ vậy con? Hả? Dạ, có chuyện gì không? Dạ không có gì đâu mẹ. Con đi ngang qua đây nên ghé thăm mẹ thôi. Mấy tháng rồi con không ghé thăm mẹ. Mẹ nhớ con lắm. Bộ công chuyện bận rộn lắm hả con? Dạ, dạ, mẹ, bây giờ con phải đi rồi, mẹ ráng giữ gìn sức khỏe nha. Trời ơi, sao mà con đi gấp dữ vậy con? Con ngồi để con nói chuyện với mẹ một chút không được thì sao? Dạ, con, con đi nha mẹ. Nguyệt con. Dạ, mẹ, mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ bị trúng gió hả? Không sao, mấy bữa nay mẹ cứ choáng váng vậy hả? Mẹ, hai mẹ về nghỉ sớm đi mẹ. Đừng có ráng bán nữa. Lỡ có chuyện gì không ai chăm sóc mẹ hết. Thôi mẹ ngồi nghỉ đi, để con dọn hàng cho mẹ. Mẹ vẫn gửi xe ở chỗ chú Vĩnh, ở chung cư phải không mẹ? Ở chung cư hả? Dạ dạ, để con dọn hàng cho. Mẹ ngồi đây nha mẹ. Alo, Hưng hả? Nghe. Tao có việc nhờ mày đi nè. Chuyện gì? Thì con quỷ dương nhà tao đó. Ông muốn đem nó về dưới quê chứ gì? Không phải. Nó đập tao rồi nó trốn rồi. Mày tìm bắt nó về nhà trọ giùm tao đi. Nghe con ông rảnh lắm rồi đó. Bắt tới bắt lui hoài. Tiền bạc cho xong thẳng nha. Tao trả tiền cho mày mà. Chứ tao đâu có kêu mày làm không công. Được rồi, tóm lại nó đi hồi nào? Cũng gần 2 tiếng rồi. 2 tiếng nó chưa đi xa đâu. Để tôi huy động đàn em tìm nó. Nhanh nha. Mày mà để nó trốn về dưới là tao không có đồng nào, cũng không có tiền trả cho mày luôn á. Biết rồi. Con quỷ này chắc phải chuyển nhà rồi thiết kế cái cửa đút đồ ăn vô cho nó thôi. Mẹ,
Mẹ thấy trong người sao rồi mẹ? Mẹ thấy nó chóng mặt nhức đầu quá. Để con lấy thuốc cho mẹ. Cái dĩ thuốc màu đỏ. Viên màu đỏ hả mẹ? Con về nhà đi. Con về rồi, rủi mẹ có gì sao? Con không có yên tâm. Con đừng có lo gì hết. Con cứ về đi để chồng con nó trông. Để chút nữa con điện thoại nói với ảnh, rồi con nói là con ngủ lại với mẹ là được mà. Đợi sáng mai mẹ khỏe rồi con đi về. Nha mẹ. Vậy cũng được. Mẹ nằm xuống đi. Mình như vậy. Mời em. Mời chị Nguyệt. Vô mấy em. Dạ. Em sao vậy? Em nhức đầu quá. Chắc tại không quen. Mới lần đầu ai cũng vậy hết á. Từ từ rồi sẽ quen thôi mà. Uống đi. Dạ. Dạ. Chị, hay là mọi gửi lại chơi nha. Em về trước. Vậy hả? Thôi em về. Dạ. Bye em. Bye bye chị nha. Thấy đỡ một chút rồi. Chắc là tại mấy hôm trước mắc mưa đó, rồi nó ủ bệnh đó, chứ không có gì đâu con. Con đừng có lo. Con đi. Dạ. Ngủ đi. Dạ con chưa buồn ngủ. Con muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Con nói gì giống như sắp xa cách vậy. Thì ngày mai con về bên nhà chồng rồi, đâu có còn được ở bên mẹ nữa. Thì con rảnh thì con về thăm mẹ chứ có ai mà cấm đâu nè. Con về phòng ngủ đi. Mẹ không sao đâu. Có gì mẹ mệt thì mẹ kêu con. Vậy mẹ nằm đây nghỉ nha. Con xuống nấu cho mẹ miếng cháo nóng. Chứ mẹ uống thuốc mà mẹ không ăn là không có tốt đâu mẹ. Nó rồi hả? Ủa sao nó im re vậy? Sao vậy? Là hét quá, chích cho nó mũi thuốc mơ rồi. Về để nó ở đâu? Cho nó vô phòng tao đi. Em vô đây cả. Con này mới đi có chút xíu mà lấy đâu ra bộ đồ đẹp như vậy? Tôi thấy nó trước quán bar, chắc nó vô đó. Tiền đâu? Nó mà trốn nữa, cái gì ông alo cho tôi? Tao sẽ giữ kỹ nó.
Chứ để nó trốn nữa tao mất tiền hay chi. Mày tìm cho tao căn nhà trọ khác đi, rộng rãi thoáng mát một chút. Chứ ở đây tao thấy như cái lò hơi. Được thôi, trọ tốt thiếu gì. Chẳng qua là tôi sợ ông chịu không có nổi tiền. Chỉ cần tao giữ được con nhỏ này thì có người cung cấp tiền điều điều. Anh Bách mới cổ đi với chị Quỳnh mà tới giờ chưa về nữa. Điện thoại tao đâu? Điện thoại mày sao chuông lạ quá vậy? Dạ đại ca, điện thoại của em á. Em mới lấy của nhỏ đó đại ca. Mày lấy mày không nói với tao mày. Vậy đấy, đâu có đâu, em tính đưa cho đại ca mà, em quên. Xem ra cái điện thoại này cũng xịn lắm, bán cũng được gần chục vít đó. Đúng là cha con này dư tiền làm giàu cho tao. Alo chị Quỳnh, Nguyệt còn ở ba với chị không? Nguyệt chưa về nhà hả em? Chị cũng mới điện mà Nguyệt không bắt máy. Tôi điện nhưng mà máy không liên lạc được. Ủa mà Nguyệt về lâu chưa chị? Cũng có một tiếng rồi em. Chắc là Nguyệt ghé nhà bạn bè đó. Vậy thôi để tôi gọi điện cho Nguyệt. Cảm ơn chị nha. Thôi nha, bye em. Alo, mẹ hả? Nguyệt có ở bên mẹ không? Có. Mẹ bị chóng mặt cho nên là nó ở bên này ngủ với mẹ nè. Vậy hả mẹ? May quá, con đang lo không biết là Nguyệt đi đâu nữa. Ủa, mẹ kêu nó điện cho con rồi nó chưa điện sao? Dạ không. Nè, có phải hai đứa có chuyện gì không hả? Tụi con chỉ cãi nhau chút thôi chứ không có gì đâu mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi nha, sáng mai con qua thăm mẹ. Con chào mẹ. Nè, mà tối Vinh mấy giờ nó về vậy? Dạ, gần 4 giờ sáng đó ông chủ. Cái thằng chỉ được một thời gian rồi chơi bời như cũ rồi đó. Chừng nào chị về quê? Dạ, tôi đặt xe lúc 11 giờ rồi đó ông chủ. Tôi có sơ chế sẵn thịt cá, rau củ để sẵn trong tủ lạnh rồi đó. Nếu như cô Nguyệt muốn nấu ăn á thì cũng tiện. Chị khỏi lo việc ăn uống. Nếu mà cô Nguyệt nó bận á thì tôi gọi thức ăn nhà hàng đem tới cũng được rồi. Dạ, mời ông chủ ăn sáng. Con Nguyệt chưa dậy sao con? Tối hôm qua Nguyệt không có về ba. Con Nguyệt nó không về sao? Ba đã nói rồi, con nhường con Nguyệt một chút để gia đình vui vẻ, mà con không chịu nghe lời ba. Tại mẹ Nguyệt bị bệnh nên Nguyệt muốn về bên đó thôi ba. À vậy hả? Mà nè, con với nó làm lành chưa? Con không muốn chịu theo Nguyệt nữa, là Nguyệt sai trước. Vợ chồng nhường nhau một chút không được sao? Nếu là chuyện của hai đứa, con sẵn sàng nhường Nguyệt. Nhưng đây là chuyện liên quan tới người khác ba à, rồi ảnh hưởng tới công ty nữa. Thôi, con không ăn nữa đâu, con đi đi. Nè, con đi đâu? Con qua thăm mẹ vợ con. Ừ, cho ba gửi lời thăm chị với. Dạ.
Mẹ, mẹ mệt lắm hả? Ừ, cũng không sao. Để con đi chợ mua ít đồ ăn về cho mẹ nha. Ờ. À, mẹ để tiền ở đâu vậy? Con hết tiền rồi. Trong tủ nè. Dạ. Ờ. Mẹ ở nhà đi. Để con đi chợ mua ít đồ ăn về cho mẹ nha. Suốt ngày kêu réo à? Tại sao? Tại sao lại bắt tôi? Hả? Kệ xác mày. Tao đi ăn sáng đây. Ê! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Em sao vậy? Em không sao. Mẹ bớt bệnh chưa em? Mẹ cũng khỏe rồi. Thôi anh về đi, không cần vô thăm đâu. Anh đã tới rồi, anh vô ngồi chơi chút. Em cũng không cho nữa hả? Dạ không phải. Tại mẹ còn ngủ, em sợ anh chờ lâu thôi. Anh tới thăm mẹ, anh sẽ chờ được. Thôi, mình vô đi. Mẹ. Con. Mẹ, có anh Bảo tới thăm mẹ nè. Vô ngồi đi con. Sao hôm qua mẹ nói con điện về báo tin cho thằng Bảo mà con không điện, làm nó lo, nó phải điện cho mẹ để kiếm con đó. Dạ, con sợ ảnh ngủ rồi cho nên con không có điện. Chứ không phải hai đứa giận nhau sao? Mẹ. Mẹ đỡ chưa mẹ? Không lẽ Nguyệt nó bỏ đi đâu sao? Mẹ đỡ nhiều chưa mẹ? Mẹ đỡ nhiều rồi, cảm ơn con. Bộ con với con Nguyệt giận nhau hả? Dạ, tụi con cãi nhau chút chuyện công việc thôi mẹ. Không phải là mẹ binh con gái mẹ, nhưng mà nó là một đứa tốt. Có gì con nhường vợ con chút nha. Chuyện này không phải lỗi do con đâu mẹ. Ủa, nói vậy là do con Nguyệt hả? Nguyệt, qua đây mẹ nói chuyện coi. Mẹ cứ nói chuyện với anh Bảo đi, để con lặt rau. Bỏ hết, qua đây. Con nói đi, con làm cái gì mà hai đứa giận nhau? Dạ con. Mẹ hỏi sao không trả lời? Chuyện gì vậy Bảo? Con nói cho mẹ nghe coi. Dạ, chuyện là trong công ty có một cô nhân viên xích mích với Nguyệt. Nguyệt cố tình trù dập khiến người ta phải bỏ việc đó mẹ. Thực sự con không hề muốn Nguyệt để chuyện cá nhân xen vào công việc như vậy. Sao vậy Nguyệt?
Con làm như vậy thằng Bảo nó là tổng giám đốc, nó khó xử biết bao nhiêu. Dạ con xin lỗi mẹ. Cái người mà con cần xin lỗi là thằng Bảo với cô nhân viên mà con trù dập kìa. Em xin lỗi, em sai rồi, anh tha lỗi cho em. Con tha lỗi cho nó, đừng có giận nó nữa nghe con. Dạ. Bây giờ hai đứa con ở lại chơi, rồi lát nữa ăn cơm với mẹ luôn nha. Dạ. Lâu lâu mới có dịp hai vợ chồng tới thăm mẹ nè. Mẹ, thôi để anh Bảo về đi mẹ. Con làm sao vậy? Bộ giận người ta hay sao mà nó lẫy vậy? Dạ đâu có mẹ. Mẹ, thiệt ra thì con cũng còn nhiều việc ở nhà. Con định tranh thủ qua thăm mẹ chút rồi con về. Vậy hả? Con hẹn mẹ dịp khác, con sẽ ở lại ăn cơm, mẹ đừng giận con nha. Con bận mà mẹ giận cái gì. Nhưng mà mai mốt rảnh á, phải ở lại ăn cơm với mẹ nha. Dạ. Thôi con xin phép mẹ. Anh về nha. Dạ. Trời ơi, mẹ giữ nó lại ăn cơm mà con nói vậy sao nó ở lại được. Con đã sai rồi mà còn giận lẫy người ta. Dạ không có đâu mẹ, con có xin lỗi ảnh rồi mà. Tại ảnh bận công việc thiệt á mẹ. Thôi con xuống lặt rau tiếp nha mẹ. Con nhỏ này thiệt tình à. Mình phải tranh thủ đi mới được, không là bại lộ hết mọi chuyện. Chị Bảy. Dạ. Xe tài xế tới chưa? Dạ chưa. Chắc ảnh sắp tới rồi đó. Bộ ông chủ tính đi đâu hả? À, tôi đi thăm người bạn. Dạ. Ông mới dạ. bị bệnh. Dạ ông chủ. Dì Bảy. Dạ. Làm đồ ăn sáng cho con đi. Dạ. Vinh. Ba. Bữa nay nghỉ sao con dậy sớm vậy? Dạ, con chuẩn bị đi chơi với tụi bạn. Cái gì? Tối hôm qua 4 giờ sáng mới mò về, bây giờ định đi nữa hả? Ba, con làm việc căng thẳng, ba phải cho con xả stress chứ. Không lẽ lúc nào ba cũng bắt con làm việc như anh hai, chắc chết thiệt quá. Hai đứa tụi con đều là anh em, đều là con của ba hết. Ba thương như nhau, chỉ vì con không nên người nên ba có khắc khe hơn so với anh hai con. Gần đây ba nghe trong công ty người ta nói con có nhiều bất mãn với anh hai. Con nói đi, con không vừa ý anh hai con chỗ nào, ba sẽ góp ý với nó. Đâu có gì không vừa ý đâu ba. Vậy tại sao á đi công kích anh hai mình để nhân viên người ta bàn tán? Con nói đi, nếu trong công việc ba sẵn sàng khiển trách anh hai con, còn nếu mà ghen tị đi nói xấu anh hai mình, bỏ liền đi. Nếu không á, đừng có trách ba. Con ghét anh hai đó. Con ghét anh hai vì ba luôn thiên vị ảnh. Với thành tích của con trong một năm qua mà ba chỉ cho con lên chức phó giám đốc của một bộ phận. Còn anh hai chỉ vừa mới ra trường thôi, không có làm gì hết, đã ngồi ghế phó tổng. Rõ ràng là ba thiên vị. Tất cả là do con không chịu học hành cho tới nơi tới chốn. Thay vì ghen tức với anh hai con thì phải cố gắng phấn đấu để giỏi hơn anh hai mình đi. Hở là ganh tị. Ủa mẹ, mẹ cẩn thận nha mẹ. Mẹ ăn cơm nha. Ít thôi. Dạ. Mẹ, mẹ thấy sao rồi mẹ? Mẹ không còn chóng mặt nữa mà nó mỏi mệt trong người sao á. Con á có nấu canh rau tần ô nè, với lại
cá mà mẹ thích nè. Mẹ ráng ăn cho mau khỏe nha mẹ. Ủa sao con không ăn đi, ngồi nhìn mẹ. À, dạ. Chắc là lâu lắm con mới có dịp nấu cơm cho mẹ ăn vậy nữa. Con làm như là ở xa xôi lắm vậy. Nếu rảnh thì cuối tuần về nấu cho mẹ ăn. Mẹ, mẹ ở một mình, mẹ phải ráng giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Mẹ mà bệnh, mẹ phải đi khám bác sĩ liền nha. Có gì là mẹ điện liền cho con hoặc anh Bảo nha mẹ. Mẹ biết rồi. Con cũng vậy đó, làm việc ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Dạ, con biết rồi. Ăn cơm đi con. Dạ. Mẹ hãy tha lỗi cho con. Tới lúc con phải về quê để sống cuộc sống còn lại. Cuộc sống không phải của mình mà là của số phận. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Alo anh Phát hả? Ờ, có chuyện gì không Vinh? Cái thắng xe của em á, hôm qua hình như nó có vấn đề. Đạp nó không có êm. Không êm là sao? Thì lúc ăn, lúc nó tuột. Mà đạp sực sao á. Vậy hả? Với lại á, anh, bên thân xe chỗ cửa tài á, nó có vết trầy nữa. Anh cho thợ qua lái xe về gara cho em đi. Đầu giờ chiều nha, đầu giờ chiều anh cho thợ tới. Ủa, không sửa liền được sao anh? Anh đang sửa nhiều xe lắm, đầu giờ chiều đi, anh cho thợ nó tới. Ê, thôi được rồi, khi nào thợ anh tới á, alo em biết trước là được. Ok em. Dạ. Quân hả? Ờ biết rồi, tao đang tới nè. Mày đang ở đâu? Cái gì, quán cà phê cũ hả? Thôi được rồi, tao tới liền. Vinh. Ừ? Giờ em có đi đâu không? Cho anh mượn xe chút nha. Xe anh đâu? Ừ, anh gửi gara bảo trì rồi. Anh đi công chuyện hả? Anh đi uống cà phê với thằng Huân. Ok. Xe em kìa, chìa khóa trên bàn. Cảm ơn em. Ừ? Thank you.
đi đâu mà đứng đây? Dạ con, đi đâu? Lên xe bà chở đi. Dạ thôi, để con tự đi được rồi. Bà cứ đi công chuyện của ba đi. Ba đi thăm người bạn mà xong rồi. Bây giờ ba định tới thăm mẹ con nè. Con đi đâu? Lên xe ba đưa đi. Dạ thôi, để con tự đón xe đi cũng được rồi. Ba cứ đi công chuyện đi. Thôi, lên xe ba đưa đi. Đứng đi nắng lắm. Đi, lên ba đưa đi. Dạ. Con định đi đâu vậy? Dạ, ba chở con tới siêu thị gần nhất ở đây đi. Con vô siêu thị con mua đồ, nhưng mà con mua hơi lâu, lát nữa con sẽ đi taxi về. Được rồi. Anh Sáu à, anh á. Alo, bà nghe nè Vinh. Cái gì? Vinh. Ủa, ba. Anh hai con sao rồi Vinh? Dạ, anh hai bị gãy tay. Bác sĩ nói là bị chấn động ở não, nhưng mà nhẹ thôi, bà yên tâm đi. Dễ còn nhận ra con với ba. Nhưng mà tạm thời anh Bảo phải ở lại bệnh viện cho người ta theo dõi thêm. Con thấy sao rồi Bảo? Con không sao, ba đừng có lo. Con chạy xe làm sao mà ra nông nổi này? Tại con bị lạc tay lái. Ờ, chị hai, sao nãy giờ em điện cho chị mà không được? À, em có điện chị hả? Trời đất ơi, chị sao vậy? Em điện quá trời luôn. Ủa mà sao ba đi chung với chị hai vậy? À, ba gặp con Nguyệt ngoài đường nên ba mới đưa nó tới đây. Dạ. Tối hôm qua anh điện cho em cũng không được. Điện thoại em bị sao vậy? À, dạ, dạ em làm rớt mất điện thoại rồi. Mà sao anh lại bị lạc tay lái vậy? Lúc anh chạy thì phát hiện dây thắng có vấn đề. Cũng may là hậu quả không nghiêm trọng. Sao kỳ vậy? Trời đất ơi, tối hôm qua em đi chơi, em lái vẫn bình thường mà, có bị gì đâu. Ờ, anh hai, bây giờ em xin lỗi nha. Có gì đâu mà xin lỗi. Coi như là anh đỡ thay em. Đúng là anh hai đỡ giùm con một tay kiếp rồi đó. Anh con nó chạy chậm nên xử lý kịp. Chứ còn con á, chuyên phóng xe nhanh, chắc bữa nay có chuyện lớn rồi. Dạ con biết rồi. Vậy là anh hai đã trở thành ân nhân của con đúng không ba? Anh hai, cảm ơn anh hai nha. Chị hai, giờ em nhờ chị nè, chị ráng chăm sóc anh hai giùm em. Thôi hay là để dì Bảy vô chăm sóc ảnh. Chị Dụng về sợ không quen đâu. Cái gì vậy chị hai? Dì Bảy đã xin nghỉ phép về quê rồi. Chị Bảy á, xin nghỉ phép một tuần, về quê lo đám cưới cho cháu. Con quên rồi sao? À, dạ con. Thôi vậy con cứ ở lại chăm sóc cho thằng Bảo đi nha. Người ngoài á, sao bằng người nhà được. Anh không sao đâu. Anh còn một tay mà, anh có thể tự lo được. Em ở lại chăm sóc cho anh được mà. Đúng đó. Để vợ con nó chăm sóc. Con bị thương cũng đâu có nhẹ. Thôi bây giờ ba ở đây với nó. Con theo chú Sơn về nhà lấy quần áo đi. Ba, con cũng về nha. Mệt quá. Với lại khỏi đi taxi, về với chị hai luôn. Ừ. Anh hai, anh ở đây nghỉ ngơi nha. Đi chị hai. Con về nha ba. Ừ. Em về nha. Chị vô nhà trước đi. Em đi chơi với bạn đây. Ở nhà chán phèo.
Nguyệt nó đã đi đâu? Bây giờ mình phải làm sao đây? Bỏ về quê hay là lại chăm sóc anh Bảo? Con đã nói với nội rồi, tới tối thằng Nam mới về, trông hoài hả? Mọi chuyện đang yên lành, tại sao lại ra nông nổi như vậy không biết nữa. Anh Nam ơi! Anh Nam! Rồi xong luôn, con quỷ đó tới kìa nội. Ai vậy? Anh Nam ơi! Bạn của thằng Nam, để con ra con đuổi nó. Ê! Nè nè con kia, người ta chửi người ta đuổi hoài mà cứ tới hoài làm sao? Chị có phải chủ nhà đâu mà tôi phải sợ. Tôi tìm anh Nam. Tránh ra, tôi tìm anh Nam. Ê, ê, con kia. Con chào bà nội. Con là bạn Nam hả? Dạ. Con nghe nội bệnh hôm nay á, con có tới thăm mà không có lần nào con gặp được nội hết. Phải không? Phải tới thăm nội không? Tới kiếm Nam nó đãi đi mày đặt xạo xạo. Chị Dương đó cũng thiệt tệ á nội. Bỏ đi để cho anh Nam phải chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm như vậy. Ê, chị nhà ta liên quan gì tới cô? Tại tôi thương anh Nam nên tôi bức xúc thôi. Nội khuyên anh Nam á, đừng có tìm kiếm chị nữa. Chị ta đã bỏ đi rồi mà. Mấy ngày nay á, con thấy ảnh cứ chạy vòng vòng ngoài đường như người mất hồn đó chị nội. Nội biết không, bây giờ xe cộ ngoài đường á, nguy hiểm lắm. Bà cũng nói với nó rồi, để cho công an người ta đi tìm kiếm đi, mà nó không có chịu. Kìa, người cần kiếm thì có rồi đó, kiếm đi. Anh Nam, anh về rồi hả? Thưa nội, con mới về. Ủa, em tới đây chi vậy? Em tới thăm anh với bà nội. Rồi, bây giờ thăm, hỏi, xong rồi. Xin mời, về đi. Chừng nào về kệ tôi, sao phải đuổi? Đâu phải nhà của chị đâu. Nhưng mà thằng Nam nó còn phải nghỉ ngơi nữa. Ơi, sao người em nóng hổi vậy Nam? Em sốt rồi hả? Nói. Anh Nam, anh có sao không vậy? Hả? Không, không có sao đâu mà. Nè, con có sao không? Dạ con không sao đâu nội. Con nghỉ ngơi chút là con khỏe à. Ừ, con nghỉ đi. Anh Nam. Làm gì vậy? Tính vô cậu gió hả? Không mượn đâu ha. Nội, tiếp khách đi. Con đi vô lấy thuốc cho nó uống nha. Nè, anh Nam á chưa ăn gì hết trơn. Uống thuốc đâu bao tử rồi sao? Nấu cháo cho anh ăn giải cảm trước đi đã. Ê, nè, làm gì vậy? Nhà của tôi chứ không phải nhà của cô đâu, muốn tự tiện làm gì làm. Chị sai rồi, đây là nhà của anh Nam với bà nội. Bà nội, để con vô con nấu cháo cho ảnh nha bà nội. Ê, Út đẹp, lại đây. Cái con nhỏ này nội, tự nhiên như bà điên vậy đó. Thôi, kệ nó đi. Nó nhiệt tình vậy thì cứ để cho nó làm. Dù sao thì nó cũng là bạn của thằng Nam. Rồi xong luôn. Hiểu luôn rồi ha. Nó phá banh cái nhà bếp của con luôn rồi kìa. Làm cái gì vậy? Trời ơi, tính phá banh cái nhà bếp của tao luôn hả? Tại đó giờ tôi có đụng bếp nút đâu. Trời ơi, mấy cái chén này có nhiêu đâu. Bể nhiêu á, tôi đền. Cái gì? Mày đền hả? Ờ. Mày hứa rồi đó nha, bể một tao đền hai luôn nha mày. Rồi, đi vô phòng nghỉ đi, để cho con quỷ đó làm. Nó hứa với con rồi, nó phá hư đồ là nó đền gấp đôi. Con gái ha, con gái nó đốt luôn cái nhà đi, con đền gấp hai cái nhà cho nó biết. Trời ơi, bé nói gì vậy? Dạ. Nội vô nghỉ đi. Ba, ba về nghỉ đi. Để con Nguyệt vô, rồi ba về cũng được mà. Dạ. Yeah. Mới tới hả con? Dạ ba. Dạ, con có nấu sẵn thức ăn để nhà rồi. Ba về ăn cơm rồi nghỉ ngơi nha ba. Con còn lo cho anh Bảo là được rồi. Với lại chú Sơn cũng đang đợi ba dưới cổng á. Ba về nghỉ đi ba, con Nguyệt ở đây với con được rồi.
Ừ, được rồi, bà về nha. Dạ. Con ở lại lo cho nó giùm ba nha. Dạ. Em lấy cháo cho anh ăn nha. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Không có gì, chỉ là anh cảm giác thấy lạ lạ thôi. Anh thấy bộ đồ này cũng cũ rồi, sao hôm nay em mặc lại? Anh... tại em tự nhiên muốn mặc thôi.